nói được. Trong đấy có ai là con gái không? Đằng đó hả? Chắc là cũng tiếc á. Nói chung là Nghi không, Hà Tiểu Nghi nghe, Nghi không có nói chuyện với người yêu cũ nên là Nghi cũng không biết người ta có tiếc hay không tiếc nữa. Không biết. Nói chung là người yêu cũ đối với Nghi là cái gì nó đã quá cũ rồi, Nghi cũng không có quan tâm nữa. Nhận được vôi. Mang cho hên nó mà chả thấy hên gì á. Mới hả? Không nói chuyện với người yêu cũ thôi. Người yêu mới vẫn nói chuyện. Người yêu cũ là một cái từ nghe hãm nhất. Em giờ này em ốm lắm rồi. Kiểu như không được bồi dưỡng đầy đủ á, nên ốm. Không có tiền ăn nên ốm.
Nghi không có thích ăn rau cho lắm. Nghi thích ăn gà, Nghi thích ăn pizza, Nghi thích ăn mì Ý. Nói chung là Nghi thích hay thích ăn những cái gì đó nó gọi là béo á. Mì Việt, em thích ăn mì Hàn, không thích ăn mì Việt.